Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị khán giả, từ 6 giờ ngày 4 tháng 7 đến 21 giờ ngày 6 tháng 7 có mưa vừa đến mưa to ở phía đông Quan Trung và đông nam Thiểm Tây, mưa to cục bộ ở Hán Trung và Nam An Khang. Trong số 2.098 trạm đo mưa trên địa bàn toàn tỉnh, có 1.060 trạm có lượng mưa lớn hơn 25mm, trong đó có 332 trạm có lượng mưa lớn hơn 50mm và 5 trạm có lượng mưa lớn hơn 100mm, phân bố chủ yếu ở các quận Châu Chí, Hồ Nhất và Trấn Bá. Chịu ảnh hưởng của mưa, từ 6 giờ ngày 3 tháng 7 đến 18 giờ ngày 4 tháng 7, tổng số 28 con sông và 40 trạm thủy văn trên các dòng chính của phụ lưu sông Vị, sông Hàn đã có đỉnh lũ vượt 0,65m, lưu lượng đỉnh lũ 265m³/giây, lưu lượng cảnh báo 200m³/giây và lúc 15 giờ ngày 4, mực nước siêu khủng là 522,53m, trong đó mực nước cảnh báo là 522,5m và các dòng chính của sông Vị Hà và sông Hán lần lượt hứng chịu trận lũ lớn nhất trong năm nay. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 7 vừa qua, nhà chức trách Trung Quốc cho biết có 3 người thiệt mạng sau khi gió mạnh làm lật một cần cẩu tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Vu Hồ, miền đông Trung Quốc. Vụ việc xảy ra sau khi một chiếc cần cẩu nặng 450 tấn đè xuống chốt an ninh, khiến 3 nhân viên bảo an thiệt mạng. Trong khi đó, mưa bão tiếp tục hoành hành khắp các khu vực ở Trung Quốc, đặc biệt là các vùng đất nông nghiệp lớn. Tại Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, gió mạnh đã làm cây đổ, đè xuống các phương tiện và chắn ngang các con đường. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, mưa đá đã trút xuống thành phố Ngã Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, gây thiệt hại khoảng 200 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 28 triệu đô la Mỹ. Theo Trung tâm Khí tượng tỉnh Liêu Ninh, chỉ trong một giờ, lượng mưa trút xuống một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Ngã Phòng Điếm là 48,1mm, mức cao nhất trên toàn tỉnh Liêu Ninh. Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, mưa lớn đã ảnh hưởng đến vụ mùa trong những ngày gần đây. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã công bố 10 biện pháp nhằm tăng cường sản lượng ngũ cốc, trong đó có hỗ trợ 275 triệu nhân dân tệ, khoảng 38,6 triệu đô la Mỹ cho nông trại của các gia đình và hợp tác xã để khuyến khích tăng sản lượng. Là vựa lúa mì lớn nhất của cả nước, vụ mùa thất thu tại Hà Nam có thể khiến Trung Quốc, nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, phải tăng cường nhập khẩu ngũ cốc. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, mưa lớn đã bao trùm khu vực Tây Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Tây, khiến nhiều con đường và tòa nhà ngập nước. Các cơ quan khí tượng của Trung Quốc hôm 1 tháng 7 tiếp tục ra cảnh báo xanh, mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp. Về tình hình mưa dông tại các khu vực Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Hà Nam và Hồ Bắc, dự kiến khu vực phía Bắc của tỉnh Hà Nam sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 120mm. Mưa lớn ở nhiều nơi ở Nam Trung Quốc dự kiến sẽ gây lũ lụt sông Châu Giang và sông Dân Giang trong năm nay. Gần đây, Dragon Boat Water đã xuất hiện ở khu vực phía Nam. Hôm 5 tháng 7, 14 thành phố và quận của tỉnh Quảng Đông đã đưa ra cảnh báo mưa bão. Quảng Châu, Trạm Giang, Mậu Danh, Trung Sơn và những nơi khác đã có mưa xối xả vào sáng ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7. Thị trấn Xin Tang, Quảng Châu ghi nhận 151mm do lượng mưa lớn, nhiều đường phố đã trở thành giang gu. Từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7, tại Bắc Hải, Quảng Tây, có một trận mưa bão hiếm gặp và liên tục, lượng mưa tích lũy vượt quá 500mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong lịch sử thành phố. Vào lúc 8 giờ tối ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, đồng thời cử các nhóm chuyên gia và nhóm công tác đến Quảng Tây và Phúc Kiến để hỗ trợ chỉ đạo kiểm soát lũ lụt, cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Bộ Quốc phòng và Quản lý khẩn cấp đã tổ chức một hội nghị truyền hình đặc biệt về kiểm soát lũ lụt vào ngày hôm qua và thảo luận với Cục Khí tượng Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước và Bộ Tài nguyên để nghiên cứu và đánh giá xu hướng phát triển của tình hình lũ lụt hiện nay. Đài Khí tượng Trung ương tiếp tục phát cảnh báo mưa dông màu vàng vào ngày 10, tình hình chống lũ không khả quan. Lũ lụt ở phía Nam Trung Quốc và hạn hán ở phía Bắc tràn ngập tầng đầu tiên của Phúc Kiến, Sơn Đông và Hà Nam và nhiệt độ tăng vọt trên 40 độ.
Thưa quý vị, khí hậu Trung Quốc gần đây bất thường, lũ lụt nghiêm trọng ở phía Nam và hạn hán ở phía Bắc. Lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây, song Tây tỉnh Phúc Kiến đã trải qua trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử. Hà Nam và Sơn Đông ở phía Bắc liên tục trải qua nhiệt độ cao trên 40 độ C và Hà Nam thậm chí có nhiệt độ bề mặt lên tới 74,1 độ C. Nhiều tỉnh ven biển miền Nam Trung Quốc gần đây báo cáo lũ lụt do mưa lớn. Ngày 15, Cục Thủy văn thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông đã ban hành lệnh kiểm soát lũ số 1 trong năm nay. Nêu rõ khu vực đô thị sẽ có đỉnh lũ tương ứng với mực nước 54,5 m. Nhân dân ở các vùng trũng dọc theo sông Ngô Giang, sông Trấn Giang và sông Bắc Giang phải được chuyển đi để tránh nguy hiểm. Tất cả các trường học và cơ sở đào tạo ngoài khuôn viên trong thành phố hiện đang đóng cửa. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày hôm nay tại thành phố Thiều Quan, lượng mưa trung bình của thành phố là 305,9 mm. Lượng mưa ở nhiều nơi đã lập kỷ lục mới về lượng mưa hàng ngày. Lượng mưa ở huyện Song Tây, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến đạt 225,6 mm vào ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7, phá vỡ kỷ lục lượng mưa hàng ngày của địa phương. Theo Pine Creek, đoạn chảy qua thành phố, mực nước tăng vọt lên 193,38 m, cao hơn 1,59 m so với mực nước cao nhất trong lịch sử địa phương. Lũ lụt nghiêm trọng cũng xảy ra ở quận Song Tây. Theo người dân huyện Song Tây, những chiếc ô tô gần sông bị ngâm trong gara và ngập nước. Nhiều ngôi nhà ở vùng nông thôn bị sập và toàn bộ thị trấn Hà Đông bị ngập trong nước. Một người dân khác cũng cho biết toàn bộ thị trấn Hà Đông và làng Thủy Nam bị ngập đến một tầng. Tầng 1 của ngôi nhà bị ngập trong phù sa, ô tô không thể chạy qua. Một cư dân mạng ở thị trấn Hà Đông cho biết, chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nước gần như ngập hết tầng 2. Trời hoàn toàn không phải mưa mà là do lũ từ thượng nguồn xả xuống. Và đó là thảm họa nhân tạo chứ không phải thiên nhiên. Lũ lụt cũng xảy ra ở thành phố Kiến Đầu, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến. Đỉnh lũ đi qua vào sáng sớm ngày hôm qua, mực nước cao nhất gần bằng trận lũ năm 2020, đạt mức cao thứ tư trong lịch sử. Người dân địa phương còn cho biết nơi đây là điểm hợp lưu của hệ thống dẫn nước Kiến Tây. Nếu trời mưa to sẽ bị ngập lụt, lần này một nửa thành phố bị ngập. Nhiều diện tích đất ruộng vừa được gieo cấy này đã tan thành mây khói. Miền Nam ngập trong lũ lụt. Nhưng miền Bắc trải qua nhiều ngày nhiệt độ cao. Ngày hôm qua, Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam. Nhiệt độ cao nhất ở một số khu vực miền Trung và miền Bắc Nội Mông, miền Nam Hà Bắc, miền Trung và Tây Sơn Đông, Bắc và Trung Hà Đông, Hà Nam, Bắc An Huy là 37 đến 39 độ C. Các khu vực địa phương như Đông Bắc Hà Nam và Tây Sơn Đông có thể lên tới 40 độ C. Đài quan sát khí tượng Tế Nam Sơn Đông và Đài quan sát khí tượng Hà Nam Tiêu Tác đều đưa ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao vào ngày hôm qua. Tế Nam dự báo rằng nhiệt độ tối đa hàng ngày ở một số thị trấn và đường phố ở quận Lai Vũ và quận Cương Thành sẽ tăng lên trên 40 độ C. Nhiệt độ tối đa tại tất cả các thị trấn và đường phố ở quận Trung Chiến, quận Sơn Dương của thành phố Tiêu Tác sẽ tăng lên 40 độ C. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc vào ngày hôm kia, mùng 4 tháng 7, 59 trong tổng số 120 trạm thời tiết quốc gia ở tỉnh Hà Nam có nhiệt độ tối đa hàng ngày vượt qua 40 độ C, nhiệt độ bề mặt cao nhất của 92 trạm vượt qua 60 độ C và nhiệt độ bề mặt cao nhất của 8 trạm vượt qua 70 độ C. Nhiệt độ bề mặt của trạm Xia Xia đạt 74,1 độ C, cao nhất ở tỉnh Hà Nam. Người dân địa phương cho biết nhiều nơi phát nổ do đường bê tông bị giãn nở do nhiệt độ quá cao. Một số nông dân cho biết sau vụ thu hoạch lúa mì, đất đai bắt đầu khô hạn, vừa rồi không có mưa nên việc sản xuất lúa mì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Kể từ ngày mùng 3, 10 tỉnh, thành phố dọc theo lưu vực sông Dương Tử hứng chịu đợt mưa lớn nhất kể từ mùa lũ, gây lũ lụt nghiêm trọng khắp miền Nam. Người phụ trách văn phòng Tổng cục Quốc phòng cho biết, sau 14 đợt mưa lớn đổ bộ vào miền Nam từ tháng 4 đến tháng 6, tôi thực sự không ngờ quá trình mưa lớn với quy mô lớn như vậy, sông Dương Tử làm trục kể từ ngày mùng 4 và vùng mưa ổn định bất thường, mưa lớn tập trung bất thường. Đầu tiên, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở lưu vực sông Dương Tử, các khu vực có mưa bão với lượng mưa tích lũy lớn hơn 100, 200 và 300mm ở Nam An Huy, Bắc Giang Tây, Trung Chiết Giang, Đông và Tây Nam Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam, Trùng Khánh và Bắc Quý Châu dọc theo sông lần lượt là 22,3 và 5,4 triệu km vuông. Thứ hai, mưa cục bộ, mưa mạnh vùng núi, mưa nhiều hơn. Lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở phía đông và tây nam của Hồ Bắc, phía nam dãy núi Đài Bê ở An Huy đến các khu vực ven sông, phía đông bắc của Giang Tây, phía tây Hồ Nam, Trường Gia Giới và Nhạc Xương và các khu vực miền núi khác với lượng mưa tích lũy 200 đến 300 mm.
từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6, lượng mưa tích lũy tại một số điểm đã vượt quá 300mm, bao gồm 483mm ở Hồng Hồ, Hồ Bắc, 401mm ở Ngưu Chế Hà, Đào Viên, Hồ Nam và 350mm ở An Khánh, An Huy. Trong đó, lượng mưa hàng giờ ở Ưng Sơn, Hồ Bắc lên tới 287,2mm, phá kỷ lục lịch sử. Thứ ba, thời lượng kéo dài, dự kiến lượng mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến 7 ngày. Theo quan trắc, so với cùng kỳ các năm trước, lượng mưa từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 phổ biến gấp 1 đến 3 lần cùng kỳ các năm trước. Trận lũ quét qua lưu vực sông Dương Tử đã tạo cho dư luận ấn tượng là thảm họa nghiêm trọng và có tác động rất lớn. Thiên tai lũ lụt năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Chúng ta chưa đến thời kỳ quan trọng 7 thăng 8 trầm của phòng chống lụt bão và chúng ta đã có một cuộc chạm trán kéo dài và ly kỳ với lũ lụt. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn gần đây, 38 con sông ở sông Dương Tử, sông Tiền Đường, Thái Hồ và các lưu vực khác đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Sông Ngô Giang, sông Xích Thủy và sông Kỳ Giang ở thượng nguồn sông Dương Tử, Nguyên Giang Sông và sông Lệ Thủy ở Hồ Động Đình, sông Trường Giang và sông Lệ ở Hồ Pô Giang. Các con sông lớn như sông An Hê và thượng nguồn sông Tiền Đường đã trải qua lũ lụt siêu cấp và các con sông như sông Ngô Giang và thượng nguồn của sông Tiền Đường bị lũ siêu bảo đảm. Hiện tại, mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương tiếp tục dâng cao, mực nước cao hơn bình thường cùng kỳ từ 0,5 đến 1,5 mét. Điều đáng nói là vừa bước vào mùa lũ chính, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai lũ lụt trên cả nước năm nay đã vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ, một điều tương đối hiếm. Tính đến 9 giờ sáng ngày 6, lũ lụt đã xảy ra ở 26 tỉnh trên toàn quốc trong năm nay, ảnh hưởng đến 96,1 triệu người, khiến 567 người chết, 251 người mất tích, 570.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 115,8 tỷ nhân dân tệ. Lượng mưa lớn kể từ ngày 3 đã ảnh hưởng đến 19,26 triệu người tại 10 tỉnh thành phố, gồm Hồ Nam, An Huy và Trùng Khánh, 51 người chết, 77 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 11,6 tỷ nhân dân tệ. Từ khi bước vào mùa lũ, Trung Quốc liên tục có mưa lớn. Từ góc độ khí tượng học, nguyên nhân sâu xa có thể bước đầu được coi là hiện tượng El Nino xảy ra ở Trung và Đông Thái Bình Dương trên đường xích đạo vào mùa đông năm ngoái và một số đặc điểm bất thường của tuyết phủ mùa đông trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và lục địa Á Âu. Áp cao cận nhiệt đới nói chung làm mạnh và nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan ở Trung Quốc kể từ mùa lũ năm ngoái là những nguyên nhân sâu xa khiến lượng mưa bất thường quá lớn trong mùa lũ năm nay. Từ góc độ yếu tố thủy văn, do lượng mưa lớn trong giai đoạn đầu nên đất phía Nam cơ bản bão hòa, mực nước sông dâng cao, lượng mưa lớn vừa qua tập trung theo thời gian và không gian, năng suất mưa lớn, tâm mưa lớn ở vùng núi, nơi tiếp giáp nhiều tỉnh, nơi hợp lưu mưa nhanh, lượng mưa lớn dễ xảy ra lũ lớn trên núi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.